sẽ còn mất khá là nhiều thời gian để mà làm cái nhà. Tuy nhiên thì còn nước còn tát và đã được chạm một tay vào nhà rồi, cái khó khăn còn lại thì không còn nhiều nữa. Ui, Ngọc đi giặt buổi trưa nắng này luôn à. Nắng thì tranh thủ giặt xong phơi cho nó khô, nhưng mà nắng quá nha. Bây giờ thì nắng quá. Mọi người, cô vợ cũng rất là chăm chỉ. 12 giờ trưa đấy. Ừ. Nhà cửa thì không nói, anh em mình cũng đã nói rồi. Vợ chồng thì rất là khéo là gì? Quần áo bẩn thì để góc này hết, còn quần áo sạch thì cho vào trong nhà. Bếp núc các thứ thì bên ngoài này, tối sẽ dọn đồ vào trong nhà. Đấy. Hôm nay có nước à? Có cô vợ như thế này sướng nhỉ? Có cái máy giặt tại bàn cơm của nhà mình đấy, đúng không? Đúng à? Đúng luôn à? Bố cái tiếp tục là đòi tiền để mà hỗ trợ một ít chỗ đấy. Thì mọi người cũng đừng trách bố, bởi vì bố được chồng mà. Bố nói thế cũng đúng thôi. Thế là mình sẽ làm một cái khu đất đẹp bên dưới dây điện đấy. Một là anh thì nói thật là cũng không phải nương nhà anh, nên là anh chỉ muốn là xong việc thôi, giúp em làm nhà xong để đỡ phải cầm tiền các bác lâu. Cầm lâu thì các bác sốt ruột, và cầm lâu thì một số lại bảo anh em mình on tiền thì cũng rất khó. Em hiểu ý anh không? Có. Bởi vì là cháu Hiệp là công tác thiện nguyện, do vậy mà cầm tiền thì nó sẽ không được hay cho lắm. Tiền gửi cho các em mà chậm trễ trong việc thi công hay là giải ngân thì nó sẽ có những cái câu chuyện nó không hay. Nhưng mà bây giờ làm thì cũng hơi tiếc cái vụ ngô này, chỉ khoảng thêm một tháng nữa thôi. Nếu mà mọi người đồng ý cái phương án mà đợi thêm một tháng nữa để mà thu ngô xong làm thì mọi người có thể comment nhé. Và bên cạnh đấy thì anh em mình sẽ có nhiều thời gian để chạy chữa cho em Xính khỏi hẳn, rồi là có thể có thêm kinh phí của các bác rồi chẳng hạn, đúng không? Đấy. Đi. Mai mốt bảo Ngọc là nắng quá thì mang lên đây trên giặt cũng được. Ngoài kia nắng quá. Giặt ở đây này. Giặt ở đây này. Xong nhá. Mà xuống phơi. Ngọc ở đây thì giặt cái gì rất là bẩn thì giặt gì. Giặt ở đây thì bẩn cái gì? Bẩn đường à? Bẩn đường để nước chảy vào đấy nhiều. Nó sẽ bẩn cái nền này đúng không? Thế thì hiện tại thì cháu Hiệp cũng đã thông tin như các video trước rồi, là có thêm cô vợ chồng cô chú ở Cầu Giấy Hà Nội, cô Thủy Kiếm Anh ở Cầu Giấy Hà Nội gửi 1 triệu ấy, thì tổng số tiền tất tần tật anh nhận mà trừ cái những cái đã chi ra thì bây giờ là dư 61 triệu. Thì với cái số tiền như thế này thì em tính thế nào, làm nhà kiểu gì? Số tiền đấy chính phủ lớn rồi mà em xin như là nếu mà làm thì cũng chưa đủ làm, thì em xin như là cắt bắt với lại em giúp đỡ em số tiền lớn như thế rồi, thì em xin như là em sẽ đi vay một ít 30-40 triệu về nữa, nó đủ 100 triệu hay là một gì đó thì nó đủ làm một căn nhà rồi thì lúc đấy mới được. Thì em đi vay này, nhưng mà chắc là không chẳng biết là mình nghèo có ai vay cho mình hay không. Hôm qua cũng đi hỏi anh cậu thì bọn nó có, nhưng mà nó lấy phải đắt một tí, lấy lãi đắt á. Tức nghĩa là mình vay nóng để mà gộp vào làm nhà. Em nghĩ là anh vay 30 triệu nhưng mà nó lấy một thằng nó lấy 1 triệu hay sao? Thế thì em không vay nữa. Tại vì tắt như thế rồi thì hợp chồng cũng ở như thế này, cũng có tiền chặn lại nữa thì em đi về. Thì không biết là đi đợi đâu nữa. Hay là cứ 60 triệu thì mình sẽ làm 60 triệu thôi. Nhưng mà sao lại đi vay tiền về để làm nhà làm gì? Đợi lúc nào đủ tiền về làm. Sợ là không 60 triệu đấy là sự thiếu không đủ làm nhà. Ý là mình sẽ đi vay nóng về để góp vào cùng với anh cái quỹ mà các bác giúp đỡ để làm nhà. Nếu mà bây giờ vay em cậu mà lãi cao thế thì không vay đâu. Bây giờ về ai hỗ trợ mình là vay tạm thời trong cái số tiền mà không lấy lãi, rồi là
mình cam kết là trong khoảng 1 đến 2 năm mình khỏe, mình đi làm lại, mình giả thôi thì mới vay được thôi. Chứ còn em mà đi, bây giờ em đi vay nóng thì khả năng là cũng rất là sốt ruột làm nhà đúng không? Đấy. Vì mình nghèo nó thì đi nợ tiền hay là vay tiền cũng rất là khó. Bởi vì nó sợ mình chậm người ấy. Thì không đấy thì rất là thì... mình đi mượn cũng rất là khó mượn. Anh thì anh sẽ không cổ suý hay là suối dục hay là bảo em đi vay tiền để làm nhà đâu, mà là các bác mà hỗ trợ được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, làm một cái bé bé cũng được. Hoặc là mình làm chưa xong thì chát chưa được thì mình cứ xây 4 tường lên, xong dựng phòng đàng hoàng, lợp mái rồi có cửa là được rồi, sau này khỏe rồi đi làm về sửa sang thêm cũng được. Thế đấy, em nói có lẽ cũng đúng nhất. Bởi vì tiền đấy thì nếu không vay được thì là cũng được. Chỉ có là có cái nhà trên nắng trên mưa là đi không cần đẹp đâu. Bởi vì mình nghèo nữa thì không cần lạc đẹp đâu. Xong là em phải nói là bây giờ là em cũng thương vợ nữa. Vợ về làm dâu được 3 năm rồi cũng chưa có một căn nhà tử tế để ở. Rồi là nhìn thấy nhà xóm đẹp thì cũng muốn. Sau vợ chồng em không làm nhà mới, vợ đi cũng không biết là vợ nói là vợ nói qua đây cũng rất là đúng. Vợ bảo là sau người ta có nhà mới rồi vợ chồng cũng ở một cái nhà như thế này thôi. Bởi vì chị là chị em của vợ thì nó cũng về xem vợ thì cũng rất là nhiều như thế này thì cũng rất là khổ, vợ cũng rất là ngại nữa. Bởi vì hồi đấy em cũng rất là nghèo nên là vợ cũng rất là ngại, em cũng rất là thương vợ, em cũng suy nghĩ là sẽ đi vay một ít thêm nữa. Làm đấy nó không to to như hàng xóm người ta, không lại đẹp như làm theo như hàng xóm người ta thì vợ thì mới ý là cũng muốn là cũng muốn để vợ mình nở mày nở mặt như người ta đúng không? Đúng rồi. Và cũng có căn nhà đàng hoàng. To ở đây không có nghĩa là rộng và cao to đẹp mà là đàng hoàng thôi đã. Nghĩa là cũng có nhà cửa đàng hoàng giống như người ta đúng không? Ý đại ý là như thế. Đúng rồi. Thì lúc là các em nghĩ được nhưng mà không diễn đạt được, đấy là lỗi là do các em không được đi học và không biết sử dụng từ ngữ. Còn bản thân anh thì hôm nay vào đây thì thứ nhất là cũng muốn chính xác cái miếng đất mình làm như thế nào. Thứ hai là cũng muốn tham khảo ý kiến của các bác nông dân cạo gạo cội rằng là rồi là các nhà hảo tâm có những cái ý kiến nó khách quan là có liệu là có nên là nhổ ngô đi để làm nhà luôn với số tiền 61 triệu hiện tại cháu Hiệp đang cầm hay không. Thứ ba là cái chuyện là bố cũng muốn có một chút nữa để mà hỗ trợ bố cái phần giống cũng như là cái phân bón để mà nhổ cái ngô đấy đi để làm nhà luôn chứ không đợi ngô chín nữa. Rồi là thứ tư thì em Xính cũng muốn là đi vay mượn thêm, bởi vì là bản thân anh thì không dám kêu gọi cho em rồi. Bản thân em cũng nói rồi, trước em cũng nói rồi là cũng sợ anh bị chửi khi mà kêu gọi cho em. Do vậy mà cũng mong muốn là đi vay thêm một ít để mà hỗ trợ vào cái quỹ xây nhà, để cùng gọi là cùng góp đấy đúng không? Vợ chồng cũng muốn góp công một tí. Thế còn đi bà ngoại hỏi là em hỏi vay hay là vợ hỏi vay? Em thì em rất là thương vợ thì em xin là em đi vay. Vợ thì cũng người lấy em được 3 năm rồi thì cũng giống như thế này thôi, thì cũng là thương vợ thì em cũng xin là các bạn với các anh nếu chờ em về như thế thì em sẽ đi vay một ít về nữa. Chính là sẽ gọi là cùng góp vào đúng không? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà anh thì anh khuyên là thôi, có thế nào thì giúp thế làm thế đấy đã. Rồi là sau này mình khỏe mình đi làm kiếm thêm, ai giúp được gì thì giúp. Bây giờ em đi vay thì mấy nữa lại thêm gồng gánh, bây giờ vừa mới chuộc nợ xong cái miếng đất mà lại nợ thêm thì cái suy nghĩ em muốn tốt cho vợ và muốn cho vợ nở mày nở mặt thì cũng là chính đáng thôi. Nhưng mà em phải lường trước là sức khỏe của mình như thế này thì liệu rằng 1-2 năm nữa mình đã đi vay được tiền đi làm để giải tiền chưa, hay là vẫn phải nợ thêm rồi là đến lúc người ta lại xiết đất mình cũng khó. Thì cứ căn ke anh thì anh không khuyên là đi vay đâu nhé, có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Rồi mọi người cũng có lẽ là nghe thì cũng rất là thương thôi, bởi vì là
chồng thì muốn tốt cho vợ, để muốn vay mượn thêm để mà cùng làm. Thứ hai là mình cũng trẻ, còn khỏe, còn trẻ thì các bác có thể hỗ trợ mình như thế, rồi mình cũng muốn đóng góp một tí để vào cái nhà nó tươm tất cho vợ ở, nó nở mày nở mặt đúng không? Thôi thì góc độ anh thì anh khuyên là mình đừng có vay mượn nhiều làm gì, có thế nào mình làm thế đấy đã. Sau này mình có như thế nào thì mình hoàn thiện nốt thêm nhà. Còn cái vấn đề mà bố bảo lấy tiền thì anh sẽ cân đối thêm. Nếu như mà mọi người mà cũng đồng ý với phương án là nhổ ngô để làm luôn trong thời gian này thì anh em mình cũng sẽ trao đổi với bố để mà làm. Nhưng mà cái nhân vật bố là anh cũng muốn gặp lâu lắm rồi, chưa thấy gặp được bao giờ. Kể cả chủ đất cũng không thấy về. Lúc mà anh vào thì bố lại đi rồi. Sáng nay bố vừa mới đi ấy. Hôm qua bố về. Thì sáng nay bố vừa mới đi sớm rồi. 5 giờ bố đi rồi. Thì nếu mà mọi người, các nhà hảo tâm mà cũng sốt ruột như anh em mình thì cũng sẽ nhổ ngô đi, xong là đền bù cho bố một ít để lấy cái giống với cái ấy. Sau đó mình làm ở trên nương ngô đấy, không đợi chín nữa. Còn bản thân cháu Hiệp thì đã cầm tiền các bác thì chắc chắn là sẽ sốt ruột và muốn làm luôn cho nó xong, để hai vợ chồng đỡ ở khổ như này và đỡ phải chịu những cái cơn chửi rồi là những cái cơn mắng nhiếc của bố nữa. Do vậy mà cũng tất cả cũng chỉ cái video này cũng chỉ mang tính chất là tham khảo, xem là có ý kiến của mọi người như thế nào về cái việc này. Thì mong rằng mọi người sẽ đóng góp cũng như là có những cái sự chỉ bảo cho anh em mình làm tốt hơn. Đấy, còn bây giờ anh em uống nước chắc là cũng xin phép thôi nha. Yeah.